Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, giúp người dân nhận thấy việc sử dụng công nghệ thông tin và những tiện ích ứng dụng của đề án 06 là dễ dàng, thiết thực, hữu ích trong đời sống và nắm được các cách thức thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu đề án 06 lợi ích của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024. Theo đó, cuộc thi diễn ra trong vòng 3 tuần, từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2024. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong ngày đầu của tuần thi đầu tiên, hầu hết các cơ quan đơn vị đã quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực. Nội dung của cuộc thi là tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa, tiện ích của đề án 06 mang lại, những nội dung kiến thức, kỹ năng, giải pháp hữu hiệu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, trọng tâm là các nội dung, các nhiệm vụ của đề án 06 nói chung và của tỉnh Hà Giang nói riêng, cải cách thủ tục hành chính, các dịch vụ công thiết yếu, dịch vụ công trực tuyến, căn cước và luật căn cước, định danh điện tử, công tác chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội theo đề án 06, nhận biết các hành vi lợi dụng không gian mạng và các nội dung khác có liên quan. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trong thời gian 3 tuần, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 đến 23 giờ 50 phút ngày 29 tháng 9 năm 2024 tại địa chỉ http://thi.đean6.vn. Ngay trong ngày đầu của tuần thi đầu tiên, các cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh đã rất tích cực tham gia cuộc thi. Khởi động tuần đầu tiên cũng là thứ hai đầu tuần, trên cơ sở họp cơ quan, chúng tôi đã triển khai đến toàn thể cán bộ công chức phường cuộc thi trắc nghiệm của hôm nay và các đồng chí rất là hồ hởi tham gia với tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình. Và từng tuần chúng tôi cũng đánh giá tổng kết được trên cơ sở đó tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn cũng như là để làm sao nhân dân biết được cái đề án 06 đó để đem lại cái lợi ích cuối cùng là lợi ích cho người dân. Cuộc thi được tổ chức công khai minh bạch nhằm thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân sinh sống làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia, qua đó góp phần giúp cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động, lực lượng vũ trang và người dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đề án 06 và những giá trị, lợi ích cốt lõi mang lại cho người dân và doanh nghiệp.